Thầy chào tất cả các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Bình Hưng Hòa. Hôm nay chúng ta học môn mỹ thuật, chủ đề môi trường xung quanh em. Bây giờ thầy mời tất cả các em chúng ta xem một số bức tranh. Trong các bức tranh dưới đây, bức tranh nào vẽ về đề tài môi trường? Em nào biết? Bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ ba, bức tranh thứ năm và bức tranh thứ sáu là những bức tranh vẽ về môi trường. Vậy thì tranh vẽ về môi trường có những nội dung gì? Em nào biết? Tranh vẽ về môi trường có nội dung như các bạn đang thu gom rác và bỏ rác đúng nơi quy định. Vậy thì em nào nêu cái hình ảnh chính phụ cho cả lớp chúng ta biết. Trong các bức tranh dưới đây, các hình ảnh chính là những bạn học sinh đang thu gom rác và hình ảnh phụ là những hình ảnh như là cây cối, nhà cửa, vân vân. Vậy thì em nào có thể cho cả lớp biết màu sắc trên tranh như thế nào? Màu sắc trong những bức tranh rất là tươi sáng, phù hợp với cái đề tài môi trường. Vậy thì thầy mời các em chúng ta qua phần 2 là cách vẽ. Bước 1, chúng ta chọn nội dung đề tài và sắp xếp cái mảng chính phủ sao cho cân đối. Bước 2 là các em vẽ hình ảnh vào các mảng chính và phụ. Bước 3 là các em vẽ chi tiết và hoàn chỉnh hình vẽ. Bước 4 là các em vẽ màu. Màu sắc thì tùy theo ý thích. Trước lúc thực hành, thầy mời tất cả các em xem 4 cái bức tranh vẽ của các bạn học sinh năm trước vẽ về đề tài môi trường. Đây là những bức tranh vẽ về đề tài môi trường như là các em đang quét dọn vệ sinh lớp hay là các bạn đang thu gom rác ở sân trường hay là các em đang còn trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây ở sân trường. Về màu sắc thì các em vẽ rất là tươi sáng, hình ảnh thì rất là rõ ràng, hình ảnh chính và hình ảnh phụ. Như vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường? Là học sinh, bản thân đã có những việc làm cụ thể nào để môi trường luôn sạch đẹp? Nhất là chúng ta giữ vệ sinh lớp học, hai là nhặt rác trên sân trường, ba là chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong và ngoài lớp, bốn là chúng ta giữ vệ sinh chung. Những cách để giữ gìn bảo vệ môi trường như không vứt rác bừa bãi, thu gom rác, làm bảo vệ vệ sinh ngõ xóm, làm sạch nguồn nước, trồng cây, bảo vệ rừng, chống săn bắt động vật quý hiếm. Bây giờ thầy mời các em qua phần thực hành vẽ một bức tranh về đề tài môi trường vào giấy A4 và tô màu theo ý thích.